Các cáo vẫn tập luyện đầy đủ để đến với một chương trình, đó là gặp nhau cuối năm, nhưng mà không có phải là chương trình táo quân. Và có lẽ là những gương mặt đang rất là háo hức chờ đợi. Đây là nghệ sĩ Vân Dung này, ngoài kia vẫn là đạo diễn Đỗ Thanh Hải này. Năm nay còn có thêm sự xuất hiện của anh Xuân Hinh, chị Thanh Thanh Hiền. Đấy. Và về cơ bản thì chúng tôi vẫn đầy đủ như cũ. Đấy. Các thế hệ trẻ hôm nay thì vẫn có Trung Ruồi. Đây là anh Quang Thắng, đạo diễn Lan Phượng. Đấy. Xa kia là anh Đỗ Thanh Hải, anh Xuân Hinh, anh Xuân Bắc, chị Thanh Thanh Hiền. Đấy. Đấy. Còn nghệ sĩ Vân Dung này vẫn đang chờ đợi nó. Anh Quốc Khánh này, đấy, và Duy Nam này, vâng, chúng tôi vẫn rất là tập trung vào những cái ngày cuối năm này, mọi người đang chờ đợi để đón Noel và Tết Tây, thì chúng tôi vẫn hăng say tập luyện để mà đưa con tinh thần của mình với cái format mới, không biết năm nay nó sẽ như thế nào, nhưng mà với tinh thần là vẫn vì mọi người ăn Tết có một món quà đêm 30, nên là chúng tôi vẫn phải tập luyện. Đấy. Cổng làng thì nó vẫn cứ là cổng làng, nhưng bây giờ mình đặt cái cổng làng ở chỗ khác. Đây là toàn ban trình diện để mà cho trang thiết bị rồi khách cứ nó đi về cổng làng mình, sau này là mình là nó không tất cả thu hút hàng khách đến đây thì phải có cái chỗ đường to để khách người ta đi ô tô vào đây chứ. Còn cái cổng làng mình chúng tôi sẽ Nam về à? Còn nếu cần chúng tôi xây hẳn cái hòm nó chào họ thu khách vào cổng làng mình, có cổng làng có ai đọc đâu đấy, tức là đây là những hình ảnh hậu trường được ghi lại, và có lẽ là nếu để phát sóng nó thì sẽ có rất nhiều người bất ngờ, nhưng mà tôi chỉ muốn đưa một ít thông tin để mọi người xem là những ngày cuối năm này những gương mặt của chúng tôi vẫn bận rộn như thế nào.